Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Hôm nay thì mình tranh thủ được mình làm trưa bạn nhé. Tầm này cũng chiều rồi, mình vừa mới dậy lớp 6 ở dưới nhà mình xong, 6 tiếng Anh. Thì ở trong video này á thì mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tìm hiểu của mình cũng như những hiểu biết của mình về một cái hiện tượng ngữ pháp, đó là cách sử dụng trợ từ ngữ khí no. Thì trước đó chúng ta học ở toàn là dịch và về giao tiếp thôi. Thì hôm nay mình đổi gió một chút nhé. Từ no này. Đây là N thấp, chỗ mình gọi là N thấp đấy bạn. N ấy thì bạn nào mà ngọng phải xử lý cái này bạn nhé. Đây là một chia sẻ thật lòng đấy, bởi mình là người Hưng Yên. Trước năm thứ nhất mình cũng bị ngọng, mình đọc ngoại ngữ mà ngọng thì sẽ gây ra nhiều cái hiểu lầm không đáng có. Vậy bạn hãy chữa nhé, ngày xưa mình chữa mất một ngày hay là 2 ngày đấy. Nói chung bạn lên mạng bạn tìm cái cách phù hợp chữa là sẽ ok nhé. Bạn nào mà không chữa được nữa thì liên lạc với mình nhá, để mình sẽ chỉ các bạn. Đấy, chúng ta học bài nhé. Đầu tiên nào, thì từ nơ này nó được dùng trong câu nghi vấn, tức là câu hỏi, và được đặt ở cuối câu. Chúng ta sẽ có các hiện tượng nhé. Theo mình thì bạn nên ghi chép lại để chúng ta liệt kê có cái khoa học để chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Thì trường hợp A, từ nơ dùng trong câu nghi vấn chính phản, có cả hình thức khẳng định và phủ định trong câu. Ví dụ này, Châu mùa, nì truy bổ chuyện, sao hải, dấu lạn đó. Cuối tuần, cậu đi Thượng Hải du lịch hay không? Ở đây câu nghi vấn chính phản là gì? Chính là từ truy, bổ chuyện. Thế còn có hình thức khẳng định và phủ định là gì? Thì đây bạn nhìn từ truy này là đi, là khẳng định này. Còn từ bổ truy này có nghĩa là không đi. Ở đây đọc là bụ nhé. Thành truy bổ chuyện. Đấy. Thì có nghĩa như vậy. Còn phân tích câu sẽ là gì? Châu mùa, cuối tuần, nỉ, cậu, truy bổ chuyện, đi hay không? Sao hỏi Thượng Hải, dấu lạn là du lịch. No, đây. Thì đây dùng trong câu thì chúng ta nhìn, à đây là câu nghi vấn có dấu hỏi chấm và cái gì? Có hiện tượng nghi vấn chính phản ở chỗ này. Có cái khẳng định và phủ định cái này. Thế bạn sẽ dùng từ nơ ở cuối. Thế là cách đầu tiên nhé. Hay là câu này. Nǐ zhī bǔ zhī dào tā de xíng zōng nè? Anh có biết hành tung của anh ấy hay không? Thì từ hành tung này có nghĩa là kiểu cái hướng đi, cái lộ trình, cái kiểu cái anh xuất hiện ở chỗ nào đấy bạn. Các bạn đọc nhiều chuyện bạn sẽ biết từ xính dung này, hành tung. Thì ở đây chúng ta cũng có cái dấu hỏi chấm ở cuối câu, cũng có từ chư, chư tỏ là biết, chư bổ chư tỏ có nghĩa là biết hay không, câu hỏi nghi vấn chính phản bạn nhé. Thì nỉ là anh hoặc là bạn này, chư bổ chư tỏ và có nghĩa là có biết hay không. Tha tỏ xính dung dịch ngược lại, xính dung là hành tung, tha tỏ là của anh ta, của anh ấy. Dịch ngược lại là hành tung của anh ấy. Thì trong trường hợp này, chúng ta xem từ nơ ở cuối câu. Trường hợp 2, trường hợp B. Từ nơ thường dùng trong câu hỏi, câu nghi vấn, có đại từ nghi vấn, giúp câu nói uyển chuyển hơn. Uyển chuyển tức là nói linh hoạt hơn, nhẹ nhàng hơn, nó không có cái tính chất gây hiểu nhầm hay là gây cái gì đó nó quá là nặng nề. Chúng ta thử xem nhé. 这是怎么回事呢? Chuyện này là thế nào vậy? Ở đây chúng ta nhìn đầu tiên chúng ta sẽ có từ chấm mơ, đại từ nghi vấn chấm mơ. Được chưa bạn? Từ khuấy sự là việc, chấm mơ khuấy sự là việc gì? Nhưng nếu mà bạn bỏ chữ nơ này đi thì nó sẽ câu nó khiến cho cái câu nó trở nên nặng nề hơn. Đã là chuyện xảy ra rồi mà nặng nề hơn thì cái người nghe người ta sẽ hiểu hiểu theo cái tính chất nó nặng nề hơn. Thì bạn thêm chữ nơ vào cuối câu trong trường hợp này để khiến cho cái tính chất của sự việc nó giảm bớt đi. Hay đơn giản là người ta sẽ cảm thấy rằng câu hỏi của mình á, nó không có gì là khiến cho người ta cảm thấy rằng là quá là trầm trọng, nghiêm trọng. Chẳng hạn như vậy. Thì mình sẽ có thể dịch là thế hoặc là vậy. Từ chưa sư là chuyện, đây là chấm mơ khuấy sơ là việc gì? Đó, là vậy. Đây là chuyện gì vậy? Nhưng mà mình có thể hiểu này là chuyện này là thế nào vậy? Hay này. Sấy xiao sâu trưa phần lì u nợ. Ai muốn nhận món quà này đây? Ở đây chúng ta có từ sấy là ai? Đây là một đại từ nghi vấn. Thì chúng ta đi với từ đại từ nghi vấn chữ nợ là dịch là đây này, này đây. Từ xiảng là muốn, sâu là nhận. Chưa phần lì ủ là món quà này, cái phần quà này. Nào, thì chúng ta nhìn thấy có đại từ nghi vấn này. Đấy thì chúng ta thêm vào cho nó cái câu nó có thêm cái sự uyển chuyển bạn nhé. Ai muốn nhận món quà này đây? Giống như kiểu là mình một cái lời chào, mời, chứ không phải là một cái sự ra lệnh gì cả. C.
từ nơ dùng trong câu phản vấn, thường kết hợp với từ chẩn mơ, chẩn nấng, sấy. Từ này còn có cách đọc thứ hai là từ sấy, có thể đọc là sấy hoặc là sấy, và từ hứa bị. Ví dụ, Tha tuy nỉ bù hò, anh ấy không tốt với cậu. Nỉ hứa bị quan xin tha nở, sao cậu phải quan tâm anh ấy chứ? Ở đây từ tha là anh ấy, tuy nỉ là đối với bạn, bù hò là không tốt. Nỉ là bạn này, hứa bị hà tất hay là sao phải. Quan xin là quan tâm, tha, tức là sorry các bạn, từ tha này bị lỗi nhé. Từ tha này nên là từ tha tha nam bạn nhé. Từ tha này này, nó là cái bộ nhân đứng này. Xin lỗi các bạn nhé. Đấy, đây là tha nam này. Từ nơ, cho vào đây. Thì bạn nhìn thấy không? Thường là câu phản vấn. Thì rõ ràng người ta không tốt với cậu, cậu tốt với người ta làm gì, quan tâm người ta làm cái gì. Phản vấn tức là hỏi ngược lại. Đấy, hỏi ngược lại cái đối phương. Thì chúng ta sẽ có từ khứa bị ở đây. Hà tất phải, sao phải. Chúng ta nhìn cái đặc điểm của nó mình đặt nhé. Đấy, chứ, chúng ta dịch là chứ này, thêm cái trợ từ ngữ khí, thêm từ chứ. Hay là, Ní ỷ chinh sử quản chuyên lọ, cậu đã là quán quân rồi. Dầu sở mọ, bù mán y nọ, có gì chưa hài lòng nữa. Thì ní ở đây là cậu, ỷ chinh là đã. Nhá. Đọc biến điệu là ní ỷ chinh, sử là quản chuyên, quán quân là rồi, quán quân là người đứng đầu tiên rồi bạn. Dầu sở mọ, có cái gì bù mãn ý, không hài lòng, không hay là chưa hài lòng, không gọi là mãn nguyện nữa. Từ nơ cho vào đây thì chúng ta có đại từ nhé, và chúng ta có câu hỏi phản vấn nhé. Thì ở đây phản vấn đây rõ ràng là đứng thứ nhất rồi thì còn có gì mà không hài lòng nữa. Thường người ta chỉ mong thứ nhất thôi đúng không bạn? Đấy gọi là câu phản vấn, hỏi lại xem là tại sao lại như vậy. Chúng ta cho từ nơ này, và lúc này không dịch là chứ, dịch là nữa. Từ nơ này thực ra có rất nhiều ý dịch và bạn dịch kiểu gì cũng được bạn ạ, miễn sao bạn cho cái câu đó bạn cảm thấy nó ok. Ví dụ còn gì mà chưa hài lòng nhỉ, còn gì chưa hài lòng chứ, còn gì chưa hài lòng thế, tất cả đều được bạn nhé. Chữ nơ này nó không cố định cái ý nghĩa dịch, chỉ là bạn nói cái ý của mình, thích làm từ nào lấy từ nào. Trường hợp D, từ nơ dùng trong câu có mục đích hỏi thăm, dò hỏi hoặc dùng trong câu hỏi tình lược. Ví dụ này, Nǐ jiào shénme mingzi, bạn tên là gì? Đây là một cấu trúc cố định. Trả lời này, Wǒ jiào Qiǔng zhī, tôi hay là tớ tên là Quỳnh Chi. Nǐ nè, còn bạn thì sao? Ở đây, Wǒ jiào, tớ tên là hay tớ gọi là, Chúng chứ là tên riêng bạn nhé. Chúng ta viết phiên âm có viết hoa. Phải nỉ nó. Cậu thì sao? Thì chính là hỏi là gì? Nǐ jiào shénme mingzi? Đấy. Chính là câu hỏi theo kiểu tình lược đấy bạn. Hỏi kiểu này. Nhưng không muốn lặp lại cả đoạn này nữa. Vậy bạn ấy thay từ nó. Nỉ nó. Cậu thì sao? Chính là cậu tên là gì đấy bạn? Thì là hỏi là mục đích gì? Hỏi thăm. Đấy. Do hỏi thông tin. Thì chúng ta dùng cái này. Tôi là người hòa bình. Nǐ nè, cậu thì sao? Hay kiểu cậu sư nả của rấn ấy, hay là cậu sư nả lì tờ rấn ấy, cậu là người nước nào hay là cậu là người ở đâu? Đấy, thì chỗ này, 我是和平人, 我是 là tôi là, 和平人 là người hòa bình nhé, 和平 là hòa bình, tình hòa bình. Thì nǐ nè, cậu thì sao? Cậu kiểu cậu là người nào, người ở đâu đấy? Hỏi tình lược. Trả lời này, 我叫红花, nỉ nó, 我叫红花, tôi tên là Hồng Hoa, còn cậu thì sao? Đấy, cái chỗ này, sorry các bạn, đây không phải trả lời, đây tách biệt nhé, quên mất không phải AB. Nỉ nó, cậu thì sao? Chính là 你叫什么名字? Đấy, chúng ta hiểu như thế, chúng ta cái này rất dùng trong rất nhiều trong cái cuộc sống hàng ngày. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta cố gắng giản lược cái câu từ đi, bớt thời gian đi, nó ngắn gọn, vẫn đầy đủ thông tin, vẫn hiểu được là được. Đấy, cái chỗ này rất là thông dụng trong văn giao tiếp bạn nhé. Trường hợp thứ hai, the no, được dùng ở cuối câu trần thuật, ở vị trí cuối câu. Ê, cái này thì câu trần thuật là chúng ta có ba loại câu bạn, có câu
khẳng định, phủ định, nghi vấn. Thì câu nghi vấn chính là câu hỏi rồi, còn câu trần thuật sẽ thuộc về câu khẳng định và câu phủ định. Trường hợp A nhé, từ nơ dùng dưới câu giả thiết, biểu thị ý muốn đối phương hay là bản thân suy nghĩ về điều gì đó. Ví dụ, 你要不帮助我呢，我会被妈妈骂一顿。 Cậu mà không giúp tôi thì tôi sẽ bị mẹ mắng một trận. Nì là cậu này, yao bù nếu mà không, bang chủ là giúp, ủa nó là tôi. Thì thêm từ nơ vào đây trường hợp này bạn nhé. Nếu mà cái đây là giả thiết mà, nếu như chưa xảy ra bạn, đây chỉ là đưa ra điều kiện nếu thôi. Ủa khuê, tôi sẽ bị mơ mở, bị mẹ mở mắng ý tuần một trận. Đấy, rõ ràng đây là câu giả thiết. Đấy, hay là 不喜欢呢就拒绝, nếu mà không thích á thì từ chối. 喜欢呢, còn nếu thích á, 就直接同意, thì trực tiếp đồng ý đi. Đấy, thì đây rõ ràng đang nói đến cái gì đó, đến điều kiện hay là nói đến cái sự lựa chọn. 不喜欢, 喜欢 là thích nhá, 不喜欢 là không thích. No, 就 là thì nói đến cái dứt khoát đấy. 就 chủy chuế là tự tuyệt, từ chối. Xỉ khoan nợ, thích á. Đấy, còn nếu mà thích á, chiều thì chứ chia là trực tiếp, thúng y là đồng ý. Đấy, rất là dễ thôi bạn. Trường hợp B, từ nơ dùng trong câu biểu thị cách nhìn của người nói hoặc là nói rõ giải thích nguyên nhân. Ví dụ, 说实话呢, nói thật lòng thì 我对他没有 là mấy dầu hảo cảm, tôi không có cái hào cảm hay là cái cảm tình với anh ấy, anh ta. Ở đây từ sứ họa có nghĩa là lời nói thật lòng. Lời nói thật lòng thì chính là nói về cách nhìn, cách suy nghĩ, cách lập luận, hay thậm chí là còn giải thích cả cái nguyên nhân vì sao mình đưa ra quyết định như vậy trong từ sứ họa này. Sua sứ họa nợ, nói thật lòng ý, nói thật lòng nhé. Của tôi, tùy tha, đối với anh ta, mấy dầu không có hảo cảm, hảo cảm tức là cái cảm tình, cái thiện cảm. Hay là rắn mẻ ỷ quấy tha chỉ huân lở, mọi người đều cho rằng anh ấy đã kết hôn. Chí sử nợ, kỳ thực tha sử tan sân chủ y tợ rắn, anh ấy là người có chủ nghĩa độc thân, người theo chủ nghĩa độc thân. Ở đây từ rắn mẻ là mọi người, ỷ quấy là cho rằng, tha là anh ấy, anh ta, chia khuân là kết hôn rồi, đã kết hôn rồi. Chí sử, kỳ thực, đây là nói đến gì, nói đến cái nguyên nhân, nói đến cái sự giải thích bạn nhé. Giải thích cái phần này, cái kết quả của cái chí khuân này, hay là nói đến cái sự thật của cái việc cho rằng này. Đấy thì rõ ràng đây là giải thích rồi. Thì chúng ta thêm từ nơ vào đây. Chí sử nó, tha sử, anh ta là, tợ rấn là người. Chúng ta dịch ngược nhé. Dịch tợ rấn trước. Tan sân, chủ y. Tan sân là đơn thân, tức là độc thân. Chủ y là chủ nghĩa. Tức là cái cụm này có nghĩa là theo chủ nghĩa độc thân. Trường hợp C, từ nơ dùng để mang nghĩa phủ định, đừng làm điều gì đó. Ví dụ, quản tha chua sấm mơ nợ, quản anh ấy làm gì. 我做好自己的事就行了. Có nghĩa là tôi làm tốt chuyện của mình là được rồi. Thì chúng ta dùng từ quản này có nghĩa là quản nhé, tức là quan tâm đấy. Tha, anh ta, 做什么, làm cái gì? Nợ. Đấy, cả cụm từ này, quản tha 做什么呢? Quan tâm anh ta hay là quản anh ta làm gì? Thì rõ ràng là phủ định nhé. Ý muốn nói là đừng quản anh ta làm gì, đừng quản anh ta, đừng nghĩ đến anh ta. 我做好自己的事. Từ sư này bạn ơi, từ sư này bạn, chúng ta phải dùng từ sư khác nhé. Cái từ sư mà là sự việc á, từ sư này này. Đấy, chúng ta phải dùng từ sư này nhé, là cái việc á, chứ mà từ sư này, sorry các bạn nhé. Đấy, từ sư này là việc, như vậy cái từ việc này là danh từ. Chúng ta sẽ phải dịch ngược nhé. Đây, ví dụ chúng ta dịch cái gì? Dịch cái này. Đây, sự là việc, 我做好自己的,
是这个 việc mà tôi thì tôi làm tốt hay là 我做好 tôi làm tốt chứ chỉ đó là việc của chính mình. Đấy, thì nó sẽ có mấy cái hướng dịch dành cho những bạn luyện dịch á. Thì thông thường cái cấu trúc này bạn nếu mà bạn dịch từ sư trước thì nó hơi ngang. Việc tôi làm tốt chính mình thì nghĩa rất ngang. Vậy chúng ta nên dịch là tôi làm tốt của chưa hảo. Sau đó gì? Chưa chỉ tỏ sư. Dịch ngược lại là việc của chính mình. Chưa xình lợi. Thì là được rồi, là tốt rồi. Đấy thì chia sẻ với những bạn nào đang luyện dịch nhé bạn nhé. Thì có lúc bạn sẽ thấy thế đấy. Bạn sẽ cứ nghĩ rằng chữ tợ này dịch tất. Nhưng mà đôi khi bạn dịch nếu mà thấy ngang, nếu mà thấy nó không được nuột lắm thì bạn tìm cách dịch khác, và chúng ta sẽ làm ngắn cái thành phần ở phía trước này đi. Ví dụ không dịch tất năm cái từ này mà mình dịch ba từ này trước, xong bắt đầu lát mới dịch cái cụm này sau. Trường hợp D, từ nơ dùng cuối câu phủ định biểu thị động tác vẫn chưa được thực hiện, thường đi kèm với từ nơ. Cái trường hợp này thường đi kèm với từ nơ bạn nhé. Đây ví dụ này, tha hái mấy lái nợ, cô ấy vẫn chưa tới đâu. Thì tha là cô ấy, tha nữ, hái là vẫn, mấy lái vẫn chưa tới nào đâu. Thì đây rõ ràng từ mấy này là câu phủ định rồi, chưa mà biểu thị cái động tác, cái việc đến của cô ấy vẫn chưa đến, vẫn chưa thực hiện được. Để rõ ràng chúng ta lại đầy đủ điều kiện rồi, hai cái, một cái phủ định, một cái có động từ này, tha hái mấy lái nào, cô ấy vẫn chưa tới đâu. Hay là 我的姐姐 hái mấy ta xuế bì yê nọ, chị của tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Ủa ta chỉa chưa, chị gái của tôi hái mấy vẫn chưa ta xuế đại học, bì yê là tốt nghiệp, cả cụm từ ta xuế bì yê có nghĩa là tốt nghiệp đại học, từ nọ, và chúng ta chọn từ ngữ khí chúng ta thêm vào. Đấy, đúng không bạn? Nói đến cái hành động học đại học của cái chị gái của bạn này vẫn chưa 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 xong, chưa xảy ra. Vậy chúng ta có thể gì? Được gọi là câu phủ định này, chúng ta sẽ cho từ nơ vào cuối câu. Có thể chấp nhận được bạn nhé. Trường hợp thứ ba, từ nơ biểu thị sự duy trì trạng thái nào đó, thường sử dụng với những từ như là từ trong, từ tại, có nghĩa là đang, và từ cho này cũng nghĩa là đang. Ba từ này đều nghĩa là đang. Ví dụ, 我进门时, lúc tôi vào cửa, 看见他正在床上躺着呢. Nhìn thấy anh ấy vẫn nằm trên giường. Thì từ của là tôi, 进门 là vào cửa nhé. Mấn sứ là lúc, thì dịch ngược lại, từ sứ này thường phải dịch trước. Lúc mà gì hay là khi mà tôi vào cửa, 看见 nhìn thấy, tha là anh ta, 正, trân là đang, 在床上 là trên giường, thẳng là nằm, thẳng cho là đang nằm, cả cái cụm từ trai choáng sọ thẳng cho thì dịch ngược lại, dịch thẳng cho trước là đang nằm ở trên giường. Cái này mình nói rồi bạn nhé, động từ dịch trước, cái trạng từ hay cái phó từ chỉ nơi chốn dịch sau, từ nơi cho vào đây, bởi vì đây đã đang nói đến cái trạng thái duy trì là anh ta vẫn đang duy trì việc nằm khi mà tôi đi vào. Đấy, rất là dễ thôi bạn. Nói chung bạn nhìn từ này này, nhìn cái từ, những cái từ này này, xuất hiện những cái từ này thì người ta hay dùng từ nơ. Bạn cứ dựa vào dấu hiệu mình vừa mới chỉ bạn á, những cái từ mang tính dấu hiệu, dấu hỏi chấm hay những từ trong câu thì bạn dùng cái từ nơ này. Trường hợp thứ tư, từ nơ tạo thành cấu trúc biểu thị sự khinh miệt. Đấy, hái cái gì đó nơ, vẫn cái gì đó. Ví dụ này, chỉ bằng nǐ de nèng nǐ, chỉ dựa vào năng lực của cậu, hái xiang tang lão bản nó, còn muốn làm ông chủ á. Đấy thì chỗ này nhá, từ chử này là chỉ, phiếng là dựa vào, nỉ tợ nấng lì dịch ngược lại, nấng lì là năng lực hay là khả năng, tài năng, năng lực của cậu, hái là còn, xiang là muốn, tang là làm, lão bản là sếp hay là ông chủ nó, hái nó. Thì câu này rõ ràng có tí ý mỉa mai các bạn. Sự mỉa mai và khinh miệt rất rõ ràng. Như vậy, nếu bạn không có ý mỉa mai khinh miệt thì bạn nên tránh cái cụm này nhé. Hái nó. Nó sẽ khiến cho đối phương hiểu nhầm và mối quan hệ của bạn nó sẽ đi xuống đấy. Bạn chú ý nhé. Đôi khi bạn không để ý đâu. Nhưng mà người ta hiểu cấu trúc ngữ pháp. Người ta thì lại nghĩ sang cái tính chất đấy. Còn bạn có khi bạn không hiểu hay là bạn chưa rõ thì bạn không không cảm nhận được điều đó. Thì nó vô tình tạo thành cái sự hiểu nhầm. Thì các bạn chú ý học thuộc cái này nhé. À, thực ra thì ngữ pháp và cái giao tiếp ấy, nó có ảnh hưởng khá là lớn với nhau đấy bạn ạ. Đặc biệt là trong những mối quan hệ nhạy cảm. Ví dụ như trường hợp sếp với cả nhân viên, hay trường hợp như là mình đi gọi là mình với khách hàng,
hai trường hợp với mình với giáo viên thế thôi nhé. Các bạn lưu ý giúp mình cái phần này. Hãy nữa. Thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã đổi gió, không học cái phần giao tiếp hay là phần từ vựng nữa, chúng ta chuyển sang phần ngữ pháp. Thì không biết các bạn thấy thế nào cái việc tìm hiểu của mình. Thì tất cả những cái này mình vẫn nói là mình tìm kiếm online bạn nhé. Tìm kiếm online nhưng mình có phân tích, mình có dựa vào những cái cách viết, mình chỉnh sửa lại những cái chỗ sai. Thì các bạn hãy cho mình thêm gợi ý nhé. Hãy cho mình thêm những gợi ý mình có thể làm, hay là cho mình thêm những cái hướng đi. Thực sự bây giờ mình đi làm rồi, mình đi làm trên Hà Nội, mình nói các bạn rồi đấy. Thì nó mất rất là mất thời gian. Làm sáng làm chiều, tối mình về mình dạy thêm ở nhà nữa. Thì những cái bài dài thì chắc mình xin nợ các bạn, cho đến khi nào mà mình có thời gian thu xếp được nhé, thì mình sẽ trả các bạn. Trước mắt đó thì bạn hãy học những cái bài ngắn ngắn này trước nhé. Rất cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn cảm thấy video của mình hữu ích á, hãy đăng ký kênh và thông báo để mỗi lần mình ra video mới các bạn có thể học được nhé. Chúc các bạn học tốt. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Thầy chị ạ.